Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục sở thị Lee Fan KBS 250/2021 ra mắt dành cho thị trường Trung Quốc và Nam Á. Khi nhắc đến các nhãn sức xe máy Trung Quốc, cái tên Lee Fan có lẽ là một trong những cái tên đầu tiên các bạn đã nghĩ đến. Nhà tiên phong trong cái thị trường xe máy giá rẻ tại châu Á. Lee Fan hiện nay được giới thiệu các phiên bản bổ sung mới như là Lee Fan KBS 250/2021 là một phiên bản G-Nugger dành cho những người mới bắt đầu nhập một mô tô một con lớn. Đối với các sản phẩm của cái dòng KB của nhà Lee Fan có rất nhiều chủng loại dung tích động cơ từ 200 đến 400 cc. Ngoài những cái dòng như Nugger là KB, còn có một loạt các dòng Sportbike như là KBA, hai cái dòng Nail Scrambler KBM và cái dòng Touring KBT. Đó chết cái mô hình là Nugger Bike KBS 250/2021, đặc biệt là dựa trên phiên bản là KB 250 nguyên bản đã được ra mắt ở Trung Quốc từ năm là 2018. Ở dụng cho mình động cơ xăng đơn 249cc 4 kỳ làm mát bằng nước, cho ra một công suất cực đại là 19 mã lực tại ngưỡng vòng tua máy là 9.000 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại là 22 Nm tại ngưỡng vòng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Lee Fan KBS 250/2021 nó bật với trang bị đèn LED toàn diện, khác với cái dòng KB 210 trước đây là ở dụng bóng halogen sen ở phía sau. Một tính năng được bổ sung cho KBS 250/2021 là một hệ thống phanh ABS trên đồi. Trong kia phiên bản KB 210 chỉ có phanh ABS cho bằng bánh trước. Các trang bị khác bao gồm một cái giảm sốc trước là hành trình ngược 38mm, cái giảm sốc đơn đặt ở phía sau có thể điều chỉnh. Màn hình LCD kỹ thuật số đầy đủ các điểm sạc USB được tách biệt khỏi màn hình nằm ở cái vùng cổ xe. Yên là loại 2 tầng, cái dịch ống xả ngắn cực kỳ thể thao. Thông số kích thước của cái chiếc KBS 250/2021 dài 2000mm, cao 1070mm và rộng 760mm. Cái chiều cao yên xe là 790m đi cùng bình xăng 4 lít, trọng lượng ước 154kg. Và cuối cùng cái chiếc Nugger Bike 250cc này hiện là một cái đại diện với một cái tư cách cạnh tranh trực tiếp với phiên bản Bentley NT 210, cho nhãn sức của Lee Fan đang chiếm khá nhiều ưu thế tại trường như Trung Á, như Pakistan hay là Bangladesh. Có thể em ấy sẽ cướp mặt tư cách hữu nặng ký như là Bajaj Domina 210 hay là Yamaha SS 210 và Suzuki Zigger 250. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.